Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với những nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở một cái đám cưới các bạn. Lại tiếp tục đi ăn đám cưới tiếp. Hôm nay là cũng là đi cùng là mấy anh em các bạn. Với lại tiện thể là đi cùng với bạn Thịnh là bạn ấy thì cũng là chuyên về đám cưới các bạn, dẫn bạn ấy lên trên chơi. Đám cưới hôm nay đám cưới diễn ra đám cưới của đồng bào người giao tuyển của mình các bạn nhé. Đấy, mọi người bây giờ đang di chuyển dần vào rồi. Anh em có mặt đây rồi cũng là gọi sớm để ghi lại những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc các bạn. Rồi, bây giờ là mọi người theo chân của mình vào bên trong này xem là khám phá xem có cái gì đặc biệt hay các bạn nhé. Chương trình xin chào mọi người nhé. Đến đây là bác đây mọi người là cố đã làm mà xong hầu như gần hết rồi các bạn đã mang lên như này rồi. Chung vui và cùng chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho cô dâu và chú rể. À đây mâm cỗ ngày hôm nay đây. Các quý vị khách quý, các món này các bạn. Tôm chiên là món salad, thịt nướng, món gà. Chắc món giò chắc là thiếu một vài món đấy nữa. Có thể là bò hay là trâu ở đấy nữa. Trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bên trong này là chú rể với cô dâu trong này đây. Thị Ngò cũng có chuẩn bị những bàn tiệc nước, tiệc trà. Và xin được trân trọng kính mời các quý vị khách quý chúng ta, những người ở ngoài cánh cổng hoa của gia đình. Chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong sân khấu để cùng chọn cho mình những hàng ghế, những vị trí để cùng nhau mời nước, mời trà, mời nhau. Cô dâu chú rể đây các bạn ạ. Một chút nữa sẽ tiến đến những bàn tiệc. Sáng mai rồi mình mới qua đây đón dâu đúng hay là đám cưới hôm nay diễn ra các bạn, đám cưới là chú rể là người tài, còn cô dâu là người giao tuyển của mình các bạn nhé. Xin được gửi lời trân trọng cảm ơn tới ban tiếp tân, ban đón cũng là ở gần nhau thôi nhỉ, cũng là ở như toàn thể các quý vị trong ban em cái đô mà em cái đô đúng không, từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay để cũng là thuộc vào huyện Bảo Yên của mình các bạn, nhưng là khác xã thôi, cũng là cách nhau tầm khoảng là chục cây số thôi, cũng gần. Ekip thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức hôm nay là diễn ra là đám cưới của diễn ra là cố cưới của là bên nhà gái. Xin gửi tới toàn thể các quý vị một chương trình giao lưu âm nhạc với chủ đề hát mừng dâu hiền dề thảo và chúc mừng. Và anh cứ tưởng là hôm nay phải mặc là quần áo đồng phục của dân tộc của mình chứ. Sáng ngày hôm nay, Dương Huyền mặc à? Tới toàn thể các quý vị. Anh cũng là lấy vợ là người giao tuyển như em ấy, nhưng là giờ là diễn ra đám cưới là phải mặc là áo đồng phục của là người giao hết. Ai thích mặc? Nóng anh. Ai thích mặc thì mặc thôi gì. Bây giờ nhiều thứ nhiều cái, bây giờ cũng là hiện đại cũng đổi mới rồi các bạn. Không, có thể là nhiều người là thích mặc, con người thì lại không thích mặc. Với lại cái mùa này mặc cái bộ quần áo đồng phục của người giao thì nó thật sự là cầu kỳ, với lại là cũng là rất là nóng luôn đấy. Rồi bây giờ là mình sẽ di chuyển xuống bên bếp xem là mọi người xem làm bếp như thế nào nhé. Mình xuống bếp một chút các bạn. Đây mọi người bây giờ đang là làm các món để mang lên đây. À bên này một cái nhà sàn là mới làm mà nhìn là cũng khá là đẹp. Đây món salad thì các chị em thì đang làm. Cái mùa này thì có cái món này các bạn ăn là nó mát. Còn ở đây thì là các anh các chú thì đang là món là gà chiên các bạn, đang chặt gà. Cũng nói chung là khi mấy anh em di chuyển vào đây thì cũng là hơi muộn một chút các bạn, mọi người thì cũng làm thì các mâm cỗ các món lên thì cũng gọi là gần xong rồi đấy ạ. Đây à. Su su với cà lốt luộc. Thực ra các mâm cỗ thì lên thôi mọi người, thật sự ra thì thịt thà người ta cũng là cũng dùng ít thôi các bạn, chủ yếu là mấy cái món rau như này dễ ăn. Vâng. Phải có cả rau với cả. Vâng. Cái này nó ăn cố uống rượu với nó là dễ. Không ăn không ăn. Vâng. Ở đây thì cũng bản cũng đồng bào người giao cũng gần với người Tày các bạn, vì thế là
nhìn là đồng phục lẫn lộn. Đây là cô này, cô là đồng bào của người người Tây rồi đấy. Bây giờ không quan trọng là như nào dân tộc cái nào nữa, là cứ tình làng nghĩa xóm ở gần nhau vậy là đoàn kết rồi đấy. Bên trong này thì là các bạn là thầy đang cúng là tổ tiên, báo cáo tổ tiên các bạn. Hôm nay là diễn ra đám cưới, đang làm cái lễ đấy. Cái này đồng bào của người Giao Tuyển của mình thì làm các nghi lễ cũng là đơn giản các bạn, không giống như là người Giao Đỏ. Người Giao Đỏ thì làm là rất là nhiều nghi lễ luôn, ví dụ như hai vợ chồng mà có xung khắc với nhau còn phải giải xung khắc nữa. Trước đấy thì mình cũng là quay ghi hình các bạn, vợ chồng ở xung khắc là phải giải xung khắc xong rồi mới được vào. Thực sự là đồng bào người Giao Đỏ thì nhiều thủ tục lắm. Đấy các bạn vào thì cũng có là một bạn, cũng là bạn cô dâu nhỉ, rất là xinh gái, cũng đến đây là ăn dự là cô dâu nhỉ, đám dự là cỗ các bạn ạ. Mình ở bàn này hay ở đâu anh? Không, em ở chỗ khác á? À? Em ở chỗ nào? Ồ, hay quá cười. Thế là bên lên đây có bị bắt chồng cho không? Em chưa biết. Đây chơi đã. Buổi đại lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn gia đình họ nhà trai, ông Hoàng Văn Phái, bà Nguyễn Thị Ngoan thì có sự hiện diện của các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em của chú rể Minh Giáp, và được sự ủy quyền của phái đoàn gia đình họ nhà trai có ông Cổ Xuân Hồng là trưởng đoàn, xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng đứng lên để ra mắt toàn thể hồi hôn ạ. Xin mời. Gia đình họ nhà gái, ông Đặng Văn Tôi và Lý Thị Ngò là chủ của buổi đại lễ vu quy trăm năm hạnh phúc trên quê hương bản Đao, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thì có hiện sự hiện diện của các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em là chú rể. Theo như chú rể thì ở trên người của cô dâu thì bộ phận nào là mềm mại, ngọt ngào nhất? Xin mời chú rể trả lời. Chú rể đang gãi đầu rồi ạ. Chú rể có trả lời với MC rằng là chú rể ngại lắm, chưa biết
được, chưa nói được. Vậy thì Dương Huyền xin được bật mí cho cô dâu chú rể cũng như toàn thể các quý vị khách quý, à, bộ phận trên người cô dâu mà mềm mại, ngọt ngào, căng bọng nhất đó chính là gì ạ? Bờ môi của cô dâu ạ, đúng không ạ? Vâng. Và xin mời cô dâu sẽ trả lời câu hỏi của MC. À, theo như cô dâu thì bộ phận nào trên cơ thể, trên người của chú rể ấy, là cứng nhất ạ? Vâng. Vâng, với tình yêu của mình thì cô dâu trả lời rất nhanh và rất chính xác, đúng không ạ? Một tràng vào tay thật lớn cho cô dâu đi ạ. Vâng. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong buổi đại lễ ngày hôm nay thì để thể hiện tình cảm, sự lãng mạn, sự chân thành của mình dành cho nhau thì ngay sau đây Dương Huyền muốn hỏi các quý vị khán giả xem các quý vị có mong muốn rằng là gì ạ? Cô dâu chú rể sẽ thể hiện tình cảm như thế nào ạ? Các quý vị nói to lên được không ạ? Theo như quan sát của Dương Huyền thì phía bên này anh trai có gợi ý là gì ạ? Hôn đi, đúng không ạ? Và Dương Huyền cũng cảm thấy rằng là một nụ hôn ngọt ngào đó chính là biểu hiện, đó chính là gì ạ? Tình cảm mà cô dâu dành chú rể cho nhau ạ. Cô dâu chú rể có nhất trí không ạ? Vâng, và ngay sau đây thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng trao nhẫn cho nhau ạ. Xin mời ạ. Thì đây là những cái hình ảnh là diễn ra các nghi thức nghi lễ lại trên hôn trường các bạn. Thì hiện tại như là mọi người khách đã di chuyển vào đây hết rồi, ăn cỗ ở đây rồi. Chắc là mấy anh em mình cũng tìm cho mình một cái chỗ nào đấy đẹp để ngồi ăn cỗ chung vui cùng với là cô dâu chú rể các bạn với gia đình. Đây cũng khá là đông luôn các bạn. Còn xong thì mọi người còn làm, còn di chuyển về sau và đang vào nữa. Người đến trước thì ăn trước, người đến sau thì ăn sau. Hai vợ chồng em. Dạ vâng. Em cảm ơn mọi người nhá. Chúc anh và bạn em trăm năm hạnh phúc. Cái gì đây? Em uống rượu pha nước ngọt. Cảm ơn nhá. Anh vâng. Anh à. Đây quả nha. Này. Sao mình của em mà uống kiểu gì ấy? Mai cho lên. Anh. Anh. Của anh nhá. Anh mời đi. Anh. Tay tí nhở? Tay tí nhở? Không biết. Mời lại không? Ai mời lại không? Có anh niệm một. Của em đây đúng không? Hai vợ chồng. Thank you nhá. Này. Thế nó chửa nó trắng nhỉ? Anh thấy được tóc màu đen đấy. Này, nhìn mình của em uống rượu kiểu gì này? Rượu pha. Em pha rượu Âu. Ôi trời. Dạ, đây đây. Uống thì nữa không đi nào đấy nữa. Thay mặt cảm ơn. Dạ, vâng. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Không em không? Đâu, anh thay mặt cảm ơn mà. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn tất cả mọi người là mời lại. Mời lại, cảm ơn mời lại. Mời lại. Cảm ơn mời lại. Thôi cảm ơn mọi người nhá. Tiếp tập cái này cơ mà. Đúng cả ngày nó sao mà. À, nếu mà anh muốn ấy thì quay thêm nữa thì Mai à? Mai. Nhà sàn đâu? Không. Mai đi xe của em. Đi xe của em. Rồi các bạn cỗ thì mình cũng đã ăn xong rồi, mấy anh em bắt đầu di chuyển về nhà các bạn nhé. Để ngày mai còn tiếp tục di chuyển lên nhà trai ghi hình ở bên nhà trai nữa. Thôi chắc mình phép kết thúc video luôn các bạn nhé. Cũng gọi là hơi say rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiếp theo. Xin chào.